Hello anh em và welcome back to my channel anh em. Khẳng thật đó. Ngon nè. Ở đồ này anh biết em biết là mình đánh đội hình gì rồi đó anh. Sau này mình có thể mua một xong rồi mình lên. Nhưng thực ra mình nghĩ cũng không cần bởi vì thực ra team này cũng khá là khỏe. Thương à? Tiết kiệm tiền anh em ơi. Đây mình sẽ mua con Amelie 2 hoặc con Vio 2 gì đấy. Một con. Mình đang ghi cái bạn cầm floor ở giữa. Đây bạn ấy để bên này. Đây ghi bạn này là xong anh em ơi. Sợ mỗi bạn này thôi. Khỏe quá anh em ơi. Hình như đồ game có quả đồ và tướng này thì tím đét rồi. 30 vàng. Sao này để nào cũng được rồi. Nhà này mình gặp rồi. Chả sợ nhà nào đâu anh em. Chơi chiêu chiêu mà. Thì sẽ chờ nắc cót kìa, bán thần các thứ nhé. Có cái đồ này chắc chắn đánh bán thần. Các bạn này nhiều ấy. Spend all my life and you push me down. Hai à, 43 và 45 và Pharaoh Vio 2. Úi sợ xuyên bà. Cho Vio ngon. Cho Floor đi. Huh.
You have no idea. I kneel before your mercies only for the deserving. Shall I compare thee to a summer's day? Okay. Khỏe quá anh em ơi. Trông một tim tím quá. Ai giời ơi. Quillen đầu game ok hơn. Quillen này ulti được luôn em. Quillen này ulti đi. Vio chắc không cần nữa nhỉ. Cần ta. Cho hai nguyên tố vào cũng ok. Hai nguyên tố hoặc là hai nguyên tố cho châu cũng được. Lo hai hơi căng. Phong hai hồi máu ghê thế. Còn liềm, còn liềm. Trận này gần như chắc chắn đánh bán thần rồi nên là mình cứ tiếp tục đẩy tướng thôi. Ui, xoay hết này. Má, cay thế. Cay nhé nhẹ. Khi cho con lung bua, con voi vào khi... Không, hai con floor này gánh á. Floor này mình gánh điên. Ai trời ơi. Đang Zeal đứng góc đấy đang này. Floor đứng xuống xuống một chút. Để đồ kia con pha lau mình ulti sớm hơn. À tiếc nhỉ. Tiếc thật đấy. Zeal 3 đồ cũng được. Hơi thừa. Vẫn đang chờ ngọc đại anh em ơi. Chờ ngọc đại quan trọng nhất. Truy hồn các thứ cũng ok. Đấy là này bán thần rồi. 6 Noma là mình bán mất Vio rồi, không chơi nô trợ thủ đâu nhé. Dìu tí đồ thử xem nó chơi ra gì. Nắm hoàng à, căng phết nhỉ. Cũng 6.000 dam anh em ơi. Tạm tạm. Không quá hiệu quả em. Tạm đủ dùng. Tu lên mình chắc ăn tu lên kia. Tu lên mình tu lên 2. I'm crazy like a boss.
Hit E or get even. Life. Such a precious, delicate little thing. Thêm một pha nữa nhé, xong rồi pha sau mình đổi nhé. Mình lên một con floor 2 phát anh em. Floor 2 mình cho rồng cho hai con này là gây thêm đam. Đại tần này vẫn chưa có thương nên là nên cũng chưa chắc chắn lắm. Chưa có thương, chưa dám đánh rồng lắm. Dư hữu ít đam nhỉ. Các ném đổ con Amelie mana con Amelie cũng được. The fragrance of romance is truly intoxicating. Floor 2 bên kia khỏe thế. Thổi cái góc hơi xấu anh em ơi. Mua lại được nhá. Đồ chán à, đây có may lắm, có đồ này rồi. Để anh mặc đồ hơi chán anh em ơi. Rồng à, thì cho rồng cái đồ này luôn. Chắc mình phải kiếm lại một con Darcy. Để bên này đã nhé, mình đang không nhớ nhiều slot tướng của mọi người lắm.
Jesus Walker. Thế nè. Justice reigns supreme. Knights to me. Không phải trích thương người phát nha em nhé. Life is all just a mirage. You seek my power. Không có Ngọc Đại nhỉ. Được thương hai bên đó em nên là không trách được đâu. Cần được hết đâu. Bắt con teo này. Bắt bạch tùng thổi đẹp này. Không trách được hết anh em ơi. Thôi đành phải bắt được ai bắt được người đấy thôi. Thêm mong được bổn một phát ngon ngon tí. Voi ulti được này. Lao ulti được. Thêm bổn một phát không. Voi rất thống khổ nha anh em đấy. Tôi sợ. Nhiều thương á. Anh phải để dầu giữa. Ra đến giờ để dòng giữa vẫn đang khá hiệu quả hay là không có vấn đề gì lắm. Voi cho lại khá nhiều. Bên này. Justice reigns supreme. I am the ghost walker. Thank you for watching over me. I am heaven's will. Thời nay ba quý khách vừa gọi cho nó rất bận. Một ca này sớm muộn gì cũng chết thôi, không có gì. Chắc bây giờ chắc lấy quăng lên con voi 3 thôi. 18 con voi mà mình cầm 7. 7 14 thì 4 cầm, bạn nào cầm 4 con voi. Bạn này cầm 3 con voi này, chắc cầm 4. Hai nhà đánh cung kia chắc mình cũng không sợ đâu anh em, mình có thên mà mình có voi thống khổ ở đây, sắp lên voi 3. Quăng lấy Ngọc Đại phát, mình có Ngọc Đại rất là ngon. Thế bây giờ có con Illu đứng đây nhá. Này. Tín. Bởi vì như này thì Illu chỉ cần cầm một cái đồ này thôi là con rồng mình cũng thổi được luôn. Nhưng mà không có thên, có thên cũng ngon nhỉ. Thên thên khá là ngon tầm này. Mặc dù là thên 1 thôi mà vẫn ngon một con Illu. Còn Tulen cả con lau của mình đang lau 2 Illu 2 à Tulen 2. Đến lúc mà con Illu được ulti thì nó cũng hơi muộn rồi. Mong rằng là Ngọc Đại anh em ơi, cần nhắc Ngọc Đại. Mong rằng Ngọc Đại hiện tại lắp lại thêm vào thôi. Đại ngon. Có rồi. Gaia thôi nhá. Đẩy con voi lên à, thương này ném lại cho thêm này. Này nó là rồng. Rồng đánh thường một phát rồi mình thích rồng thổi luôn. Mình sát thủ bên này à. Đổi góc nhỉ. Đổi góc này cũng đang đẹp, ok. Ngắn lấy Ngọc Đại. Quan trọng nhất Ngọc Đại. Voi ulti
thuê bao đi. Vừa ngõ anh ấy đang rất bận. Thế anh cần thêm choi nhỉ? Nếu mà lên choi là 40 mana sẽ bổ được luôn. 20 cũng 40, 40 cũng 25 cũng 25 mà còn 90. 90 thì phải thêm một cái ấy. Hãy kết truy hồn này đi. Truy hồn đi. Tạm thời thì cứ để đồ cho con ấy thôi nhá. Để đồ cho con voi thôi, mình cũng tin tưởng voi hơn. Pha sau mình sẽ thêm một con Ilu này vào nữa, mình sẽ cho một con thêm cái choi được. Nó sẽ bổ được luôn. Thêm này nó nguồn đam khá là tín cho mình. Sát thủ bên kia. Sát thủ xuống góc này nữa. Góc này thổi đẹp quá này. Góc này sẽ đi vào con Ilu à, đi con rồng mình à. Rồng thì hơi căng anh em ơi. Nó cũng dính một tí truy hồn. Narcos xuống chém cũng có hắc ám. Mất liềm này. Đấy mà Narcos công ty được ngon. Tu lên công ty được phát không? Hòa rồi, thì bạn này cũng đi thôi. Cái này chắc mình lên luôn nhé. Xong rồi mình sẽ ném một cái choi sang cho con Thên. Đó. Thên sẽ có cái đồ đó khá là tín. Cát các thứ. Đẩy góc đi. Chơi một tí đẩy góc đi. Đẩy góc được anh em ơi. Đánh thượng, ok. Thêm nhiều đam ấy. Thêm là thêm 1 rồi anh em ơi. Thêm 2 nữa, một tí nữa. Có một cái liềm thắng chơi một cát cũng được. Thêm xui. Ui, bao cái khác. Nó ngọc đại nhỉ. Ngọc đại cho mình thì mình mắc ngon. Này có đổi gì không? Rồng này thổi vào kia thì cũng không quan trọng vì con rồng mình nó là con phụ thôi. Con cát xuống kia. Cát xuống đấy cũng sợ. Thêm bổ được góc đấy đẹp này. Ui giời, đẹp quá. Truy hồn này. Một truy hồn, một thêm bổ này. Đã có ulti một phát không? Ít được. Đã ám khéo con Omen kia cũng chém được con cát luôn chứ. Cấm hồi máu mà anh em. Dẫn cuồng lên ngọc đại anh em ơi. Thêm một ngọc đại nữa, con Ilu sẽ ulti được tí. Xong con thêm mình. Ê, nó không có ngọc đại là rất đen đấy. 1, 2, 3, này, 4, 5, này, 6, 7, này, 8, 9, này, không được tiền. Thiếu ngọc đại cũng đen đấy. Cố gắng em ơi, mong ra ngọc đại. Không muốn sao mình đánh bằng rồng cũng được, đánh bằng rồng thôi thì cũng ra đam mà. À bây giờ rồng nó không cần mana nữa rồi này, mình có thể ném này cho Narcos được anh em ơi. Narcos được Ilu. Ilu đánh thường khá nhiều, mà đang cho Narcos đi. Narcos được 40 mana, 35 mana, 75 mana rồi. Khá tín. Bên rồng nó sẽ chỉ cần 20 mana nữa, ulti thoải mái rồi. Có hai đồ. Nào ngọc đại, xin ngọc đại, không có rồi, nhất quyết không cho rồi, con cát đi. Đi đi này.
Chắc là mình sẽ lấy bon cát trước nhá. Xong rồi mình đi chắc thôi. Cát này. Giáp hộ mệnh với liềm cho bon cát. Thên xuống đáy. Đã có được kia ulti. Đi. Khen xuống đáy, bon cát xuống đáy, bon cát bên kia, sát thủ bên kia. Đẩy hết bên kia thôi anh em ơi. Narcos thực ra này cho con Illu, xong rồi cho con Illu đứng bên trọng cũng được. Đi chắc thôi. Cho đi trận này. Khen bổ này. Truy hồn này. Mấy cái này thì truy hồn hết rồi anh em ơi. Đang chờ thời điểm để chết thôi. Bạn này đi rồi. À không, bạn này chưa đi. Ra Ngọc Đại nào anh em ơi. Ra Ngọc Đại nào. Đây rồi. Đó, trận đấu sẽ bị kết thúc rồi anh em ơi. Truy hồn này chắc là ném cho con Lu. Đây là con gì hai nữa nhỉ, con cát hai đi đu ba tiếp không. Ờ nhỉ, con thên con vo ấy mình đâu rồi, sao con ấy mình cũng chưa lên nhỉ. Hẹn đáy này rồi, thay đổi cánh thôi. Sao mình con voi mình chưa lên ba anh em ơi. Sao bế cả con rồng lên này. Đó, mà lại chịu. Chắc lấy nó con voi 3 để lấy cái làm clip anh. Lấy tư liệu làm clip. Ý trời ơi, voi 3 đâu. À đấy, có voi 3 rồi anh em ơi. Đó, theo còn con voi 3. Thì còn lấy tư liệu làm clip anh em ơi. Khổ lắm, thắng thua là phụ thôi, làm clip là chính. Vậy thôi anh em ơi, mình đến đây kết thúc rồi, trận này cũng khá là chuẩn chỉnh. Dù ra cái ngỏ quảng học đại cũng hơi lâu. Mà vậy thôi anh em ơi, mình đến kết thúc rồi. Thích kịp chuyện thì hãy like, subscribe và bye bye anh em. Hẹn gặp lại trong các clip lần sau. Bye bye.